đây là chùa trên đỉnh Phan Xipang. Sương mù. Này là sương hay mây ta anh? Sương mù. Rất lạnh nè phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ồ, lối lên ga thì ga cáp treo. Ủa lối nào về ga cho ta? Ủa? Đây là đang đi trong mây nè, treo đang đi trong mây. Cái này thì bắt con vô. Được. Đó em đang coi. Dạ, 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 dạ